Chị có mang thẻ xăm màu đỏ cam nào không đấy? Xem ở trong túi ấy. Tháng em đi bộ chả mang gì cả. Mày nói thật á? 100%. Lúc ý chị Châu vừa mới rời đi, mặc dù là đeo khẩu trang á, nhưng mà làm gì mà không nhận ra. Tao mới hỏi đứa bán thuốc là xem chị mua gì mà nó không nói. Tao mới nhìn vào quyển sổ bán hàng á, thấy vừa mới ghi hai que thử thai cơ. Ôi, giờ này lắm drama nhở. Vừa mới nghe đôi này đường ai nấy đi. Mà nếu chị Châu của em bé thật ấy, không biết là con của ai nhở? Ai mà biết được. Tao đoán là chị. Có thời gian thắc mắc chuyện người khác, sao Huy lo chuyện của mình đi. Mà mắt các cô cũng tinh quá nhở. Người ta đeo khẩu trang mà vẫn biết 100% là ai cơ đấy. Đây là chỗ làm việc, không phải chỗ buôn dưa lê bán dưa cà. Có muốn bị đuổi việc không? Em xin lỗi ạ. Xin lỗi gì ạ? Xin lỗi gì? Đưa trả tôi cái điện thoại. Lát đi ăn với anh nhé. Vậy thì không cần đâu. Anh vứt luôn đi cũng được. Có bầu à? Thì bầu bì cái gì? Em thấy que thử thai ở trong túi của chị. Thế cứ đi mua que thử thai thì là có bầu à? Chị thử rồi, không có. Yên tâm chưa? Tức là chị cũng nghi ngờ. Vì đợt vừa rồi chị bị căng thẳng quá nên là dạ dày có vấn đề, chị tưởng vậy thôi. Có vài trường hợp que thử thai không đúng đâu, vẫn có những xác suất đấy. Chuyện này cẩn thận. Cho anh quà giang nhờ được chứ? Mình sẽ nói chuyện một lần, và từ sau anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng trước tiên mình sẽ đến phòng khám trước. Phòng khám nào? Khám thai. Em nói cái gì đấy? Em đã từng mua que thử, tại sao mình không trực tiếp đến phòng khám? Chả có cái thai nào cả. Cứ để đấy đi. Biết đâu được, nếu như có một đứa trẻ thì chúng ta sẽ... Sẽ gì? Sẽ xây những ngôi nhà và những đứa trẻ à? Bằng tình yêu đã chết của anh và sự chán ngán của tôi à? Khi anh nói ra những điều đấy, thực sự anh vẫn chưa cảm nhận được hết tình cảm của mình. Không phải là như thế, mà bản thân anh đã muốn chấm dứt từ lâu rồi. Chẳng qua tôi cứ cố lờ đi, coi như mọi thứ vẫn ổn định thôi. Nhưng từ khi chia tay nhau, anh thấy mình không ổn. Châu, nếu như mình có một đứa con, nhất định em không được bỏ. Tôi khẳng định về anh là không có cái thai nào cả. Tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, anh xem đi. Anh đã yên tâm chưa?
giữa tôi và anh không có một sự ràng buộc gì hết. Anh đã ước là có. Anh nghĩ là tôi tin à? Trong một thời gian ngắn, tôi nhận được lời đề nghị chia tay từ người tôi yêu đến 2 lần. Và tôi đã phải đồng ý ở lần thứ 2. Bởi vì tôi nghĩ là với một người phụ nữ mà bị đề nghị chia tay tới 3 lần thì thực sự là thiếu đi lòng tự trọng. Mà đã là người nhà họ Cao, có thể sống thiếu tình yêu nhưng không thể thiếu đi lòng tự trọng. Có thể mất tiền bạc nhưng không thể mất đi niềm kiêu hãnh. Nếu như người ta muốn là một phần của nhau thì chắc chắn người ta sẽ nỗ lực, cố gắng để bước vào. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình, nhưng mà tôi nhận ra là chỉ có tôi là muốn bước vào thôi. Còn anh thì muốn bỏ đi. Anh chưa bao giờ muốn bỏ đi. Mà anh vẫn còn. Anh vẫn còn nhưng mà tôi hết rồi. Mời anh xuống xe. Anh biết là em đang giận anh, nhưng đừng vội vàng như thế. Hãy cho chúng ta một cơ hội. Hôm nay tôi bận rồi. Xin lỗi anh. Em bận gì? Đi mua điện thoại. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi nhớ ra là chiếc điện thoại này cũng chính là anh tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Nhưng chắc là tôi sẽ thay thôi. Em cấp tập vứt bỏ hết mọi thứ, thay đổi hết mọi thứ để làm gì? Em đang cố trốn tránh lòng mình, rằng em vẫn còn yêu anh, đúng không? Vì tình cảm tôi đã dành cho anh là thật mà. Tôi đã từng muốn kết hôn với cả anh mà. Nên một người phụ nữ đã bị đá 2 lần như tôi chẳng có gì để vui vẻ cả. Nếu mà tôi quên phén anh đi ngay thì anh mới là người thất bại đấy. Tôi thay đổi vì không muốn mình như trước đây nữa, để tôi sẽ không bị coi thường. Anh chưa bao giờ coi thường em. Mời anh xuống xe cho. Hay là anh muốn tôi phải vứt xe ở đây? Là khi sông xanh nỗi lòng, yêu là trao dâng hết cuộc đời, là những phút giây không lời. Yêu là chỉ vậy thôi, còn không những điều xa vời. Hỏi khắp thế gian ai từng yêu, biết được vì sao bỗng nhiên là yêu, vì sao trái tim đang hoàn nhiên bỗng như không gian. Đời như gió như mây vương vãn trước tình, đâu biết yêu là kiếp mộng ngờ sao cuối chân trời ta mới thấy đâu là yêu. Gian ai từng yêu, biết được vì sao bỗng nhiên là yêu, vì sao trái tim đang hồn nhiên chợt nghe thôn thương, chợt nghe thôn thương. Nơi như gió như mây vương vấn trước tình, đâu biết yêu là mãi mãi. Người xa cuối chân trời ta. Oh,
xa cuối chân trời. Cảm ơn.